các bạn thân mến, được người đời sau tôn vinh như một nhân vật tuyệt trí, một vạn thế quân sự kiệt xuất, Khổng Minh Gia Cát Lượng đã trở thành một hình tượng lịch sử đặc biệt trong tâm thức của người dân Trung Hoa. Tuy nhiên, người ta thường chỉ chú ý tới những tiên đoán như thần của ông, mà ít người chú ý tới người phụ nữ đứng đằng sau ông là ai. Chuyện về người vợ của Gia Cát Lượng cũng là một giai thoại vô cùng ly kỳ, không kém gì cuộc đời của ông. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về người vợ đa mưu túc trí và những phát minh kỳ tài của Khổng Minh có sự đóng góp không nhỏ của bà qua video ngày hôm nay. Về việc Gia Cát Lượng lấy vợ thì sách Tương Dương Ký chép rằng ở miền Nhữ Năm có một danh sĩ là Hoàng Thừa Ngạn, tính tình thanh cao, quát đạt và thành thực. Ngạn đến bảo với Lượng rằng: "Nghe anh kén vợ, tôi có đứa con gái xấu xí, đầu vàng, da đen nhưng tài năng, có thể phối hợp với anh được." Lượng bằng lòng tức thì, Ngạn đem con gái đến cho. Người đương thời rất buồn cười về chuyện này nên trong làng xóm hay nhắc câu: "Mạc học Khổng Minh trạch phụ, chi đắc A Thừa xú nữ." Nghĩa là đừng học cách Khổng Minh kén vợ, chỉ được gái A Thừa xấu xí. Còn giai thoại về chuyện tình của Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh thì được ghi chép và kể lại khá nhiều, ví như chuyện ông quyết chí mai phục để tiếp cận người đẹp. Chuyện rằng là người ham học hỏi, nghe nói ở Ngọa Long Cương có viên ngoại họ Hoàng, trong nhà cát nhiều sách quý. Gia Cát Lượng bèn rời tới đây, dựng lều tranh ở gần để có dịp hội kiến. Thêm vào đó, tin đồn nhà họ Hoàng có cô con gái tên Hoàng Nguyệt Anh, nức tiếng khắp vùng là một tài nữ, càng thôi thúc ông đến để có cơ hội gặp gỡ kết giao. Biết được ý định của Gia Cát Lượng, Hoàng viên ngoại ra sức ngăn cản mà không hề cho biết lý do. Trước tình hình đó, Gia Cát Lượng không hề nản lòng, ông vẫn muốn dùng tài năng và học vấn của mình để thuyết phục Hoàng viên ngoại tác hợp cho mình và cô con gái nên duyên. Thế nhưng một điều vô cùng bất ngờ đã xảy ra, đó là Hoàng viên ngoại tiết lộ con gái ông có dung mạo vô cùng xấu xí, rất khó coi, rồi khuyên Gia Cát Lượng nên tìm ý trung nhân tài sắc vẹn toàn. Kể từ đó, thiên hạ rộ lời đồn thổi về nhan sắc ma chê quỷ hờn của tài nữ Nguyệt Anh. Lại có sách kể rằng, tiểu thư họ Hoàng, tuy hiền dịu nết na, trí tuệ vẹn toàn, nhưng dáng vẻ thô kệch, xấu đến độ ma chê quỷ hờn. Gạt bỏ những lời đồn đó, Gia Cát Lượng quyết tâm cầu hôn người con gái kỳ tài. Trước sự nhiệt tình của Gia Cát Lượng, để thử thách ông, Hoàng Nguyệt Anh đưa ra hàng loạt câu hỏi để thử tài người đến hỏi cưới mình. Với sự thông minh và học thức uyên thâm, để chiếm được trái tim người phụ nữ tài giỏi này, Gia Cát Lượng dốc hết tâm lực, tài trí, cuối cùng cũng thuyết phục được thiên kim tiểu thư họ Hoàng. Dù sắc đẹp của Nguyệt Anh xấu đẹp thế nào, đến nay vẫn còn gây tranh cãi, song người ta đều đồng ý rằng bà là một người phụ nữ tài hoa xuất chúng, thông thiên văn, tường địa lý, bát quái ngũ hành, kỳ môn độn giáp, ngay cả binh pháp, thứ chỉ dành cho mấy đấng mày râu, bà cũng rất am hiểu. Gia Cát tiên sinh, thông binh pháp, ít phải kể đến công lao của bà. Trong một vài tư liệu cũng có ghi các phát minh mộc ngưu lưu mã, tức là trâu gỗ ngựa máy, nỏ bao của Khổng Minh cũng đều có sự tham gia giúp đỡ của Hoàng Nguyệt Anh. Và cũng ít ai biết rằng long trung sách của Gia Cát Lượng cũng dựa trên sự gợi ý ít nhiều của bà. Nói chung, Hoàng Nguyệt Anh là một hậu phương vững chắc và trợ thủ đắc lực của Gia Cát Lượng, góp phần không nhỏ vào các thành công của ông sau này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mộc ngưu lưu mã, trâu gỗ ngựa máy, một trong những phát minh được cho là kiệt xuất trong lịch sử Trung Hoa. Trâu gỗ ngựa máy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hồi thứ 102 của kiệt tác văn học Tam Quốc Diễn Nghĩa có lời đề: Gia Cát Lượng tạo mộc ngưu lưu mã. Trong đó câu chuyện miêu tả việc Khổng Minh lựa chọn 1.000 thợ mộc khéo tay đến hang Hồ Lô để chế tạo trâu gỗ ngựa máy. Khi tướng sĩ biết trâu gỗ ngựa máy được tạo ra nhằm để chở lương thảo, mọi người đều ngạc nhiên không tin. Trong quá trình chế tạo, Khổng Minh tuyệt đối giữ kín. Thợ thuyền không được ra ngoài, người ngoài không được vào trong và cử mã đai canh giữ nghiêm mật. Khi tướng thục là Dương Nghi tâu trình việc vận lương gặp khó khăn do đường đi lại quanh co khúc khuỷu, Khổng Minh đáp rằng sẽ dùng trâu gỗ ngựa máy để vận lương. Phép chế tạo trâu gỗ ngựa máy được ghi lại rất sơ sài. Bụng hình vuông, cẳng cong, mỗi bụng có 4 chân, đầu thụt vào trong cổ, lưỡi nối thông với bụng.
Khi trâu gỗ ngựa máy được chế tạo thành công, tải được lương thực lên núi, xuống núi, ba quân reo mừng. Thừa tướng thật là thần nhân. Biết Khổng Minh chế tạo được trâu gỗ ngựa máy, đối thủ là Tư Mã Ý liền cử binh tướng qua đánh cướp được mấy con trâu gỗ ngựa máy về. Sau khi tháo ra xem xét, Tư Mã Ý nói: Khổng Minh chế tạo theo lục giáp thiên thư, ta cứ thế làm theo. Rồi cũng cho thợ giỏi bắt chước và cũng tạo ra được trâu gỗ ngựa máy. Khi cả hai bên quân, Ngụy và Thục đều dùng trâu gỗ ngựa máy để vận lương, Khổng Minh đại vương bình đi cướp lương và có dặn khi quân Ngụy đến cứu lương thì chỉ việc tháo lưỡi trâu gỗ ngựa máy đi rồi chạy. Vương Bình tuân lệnh, khi cướp được trâu gỗ ngựa máy liền tháo lưỡi ra. Khi Quách Hoài nghe tin lương thực bị cướp đem quân đến cứu thì Vương Bình bỏ chạy. Quách Hoài cho dắt trâu gỗ ngựa máy về thì do bị thiếu lưỡi nên trâu gỗ ngựa máy không sao cử động được. Viện binh quân Thục quay trở lại, chỉ việc lắp lưỡi vào trâu gỗ ngựa máy rồi dắt đi. Quách Hoài nhìn thấy kinh sợ, tưởng rằng có thần nhân giúp quân Thục nên không dám đuổi theo. Phải chăng với tài trí quán tuyệt, Khổng Minh đã từng tạo ra trâu gỗ ngựa máy như lời bình của nhà phê bình Tam Quốc nổi tiếng Mao Tôn Cương đã nhận xét? Xét lại khắp sử sách cổ kim, các vị tướng văn hiền đức rất nhiều, nhưng quả không ai bằng Khổng Minh là một vị hiền tướng danh cao muôn thuở. 7 lần bắt, 7 lần tha Mạnh Hoạch, ám cửa trận kỳ ảo, trâu gỗ ngựa máy, biến hóa khôn lường như quỷ thần, thật là đệ nhất kỳ nhân trong cái rừng tể tướng hiền lương kim cổ. Trong cuốn Tư Trị Thông Giám của sử gia Tư Mã Quang cũng ghi rằng: Gia Cát Lượng khuyến khích nông nghiệp, huấn binh luyện sĩ, sử dụng trâu gỗ ngựa máy vận lương ở Tà Cốc. Vậy trâu gỗ ngựa máy liệu có thật hay không? Khi bàn đến vấn đề này, ta luôn vấp phải những câu hỏi cơ bản, như nếu trâu gỗ ngựa máy đã được chế tạo ra, đồng thời được cả hai bên quân Thục và Ngụy sử dụng, vậy tại sao sau đó không thể đề cập đến công nghệ này một lần nào nữa? Phải chăng công thức chế tạo trâu gỗ ngựa máy đã bị thất truyền, hay trâu gỗ ngựa máy chưa bao giờ tồn tại? Trên giấy tờ thì trâu gỗ ngựa máy đã tồn tại không chỉ bó gọn trong tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong sử sách đời Nam Bắc Triều đã ghi nhận chuyện một người có tên là Tổ Sung Chi đã học theo Khổng Minh mà chế tạo ra được trâu gỗ ngựa máy. Tuy nhiên việc đó cũng bị nhiều người nghi ngờ do không có bằng cớ nào về việc chế tạo. Nhìn lại lịch sử phát triển về cơ khí và kỹ thuật ở Trung Hoa, ta thấy có hai việc có thể liên quan đến chuyện trâu gỗ ngựa máy. Trong thời Tam Quốc, người Trung Hoa trong chiến tranh đã biết phát minh ra loại đạc lộ xa, gồm những hệ thống dòng dọc và bánh xe liên kết cơ bản dùng để đo khoảng cách đường xá. Người ta cho rằng trâu gỗ ngựa máy là một phiên bản cải tiến của đạc lộ xa mà thôi. Người Trung Hoa còn có những phát minh khá độc đáo như chiếc đại trấn kế của nhà khoa học Trương Hành dùng để đo động đất. Cũng chính nền văn minh này đã phát minh ra giấy viết, thuốc súng v.v. Tuy nhiên, việc tạo ra trâu gỗ ngựa máy là một điều hoàn toàn khác, bởi trâu gỗ ngựa máy có thể được coi là một bộ máy tinh xảo vượt quá xa sự phát triển về kỹ thuật thời đó. Phải chăng trâu gỗ ngựa máy là những dạng robot đầu tiên? Thực tế, nếu chỉ nhìn ở phương diện chuyện kể, robot đầu tiên còn có trước cả thời đại Tam Quốc. Theo truyền kỳ thời Trung Mục Vương, có một người thợ mộc rất giỏi tên là Yển Sư. Yển Sư đã dồn tâm huyết cả đời tạo ra được một người từ gỗ biết cử động, trông bề ngoài rất khôi ngô tuấn tú, nhằm dâng lên nhà vua. Không những có thể cử động, người máy của Yển Sư còn dám đuổi theo đám cung nữ xinh đẹp của nhà vua, khiến nhà vua nổi giận, định đem chém đầu cả Yển Sư và người máy. Yển Sư xin nhà vua tha tội và mổ bụng người máy. Người ta thấy trong bụng người máy chỉ có gỗ, keo, da và những dây dợ linh tinh. Trung Mục Vương kinh ngạc cho đó là báu vật, bèn trọng thưởng cho Yển Sư. Trở lại câu chuyện trâu gỗ ngựa máy chuyển động được và dùng để chuyên chở lương thực. Vậy cái lưỡi của trâu gỗ ngựa máy có vai trò gì mà rút cái lưỡi trâu gỗ ngựa máy không chạy được? Nếu gắn cái lưỡi vào thì chúng lại có thể chạy tiếp. Trâu gỗ ngựa máy dưới góc nhìn khoa học. Như chúng ta đã biết, Khổng Minh không chỉ là một nhà quân sự mà còn là một nhà thiết kế được một loại nỏ liên châu, một phát bắn được 10 mũi tên cùng một lúc. Trong trận đánh với Hắc Chiêu ở Trần Thương, Khổng Minh đã từng chế tạo ra thang mây và xung xa để công thành. Ông còn phát minh ra loại pháo sáng ở dạng thô sơ có thể bắn lên không soi sáng một vùng tối. Và với tư tưởng sùng bái sẵn có dành cho một con người với rất nhiều huyền thoại như Khổng Minh, không ít người tin rằng ông có thể đã tạo ra trâu gỗ ngựa máy.
Nếu như trâu gỗ ngựa máy là một dạng máy móc, thì hẳn chiếc lưỡi của trâu gỗ ngựa máy có thể được coi là một loại chìa khóa vận hành. Lưỡi nối thông với bụng, rút lưỡi ra thì trâu gỗ ngựa máy sẽ không hoạt động được nữa. Và hơn nữa, thời đại Tam Quốc, Trung Hoa chưa thể văn minh đến mức sử dụng máy hơi nước. Vậy chỉ có một khả năng là người Trung Hoa đã sử dụng dây cót. Theo quan điểm của các nhà khoa học hiện nay, trâu gỗ ngựa máy đơn thuần là những dạng xe đẩy bốn bánh thô sơ. Tuy nhiên, được tạo hình như trâu gỗ ngựa máy, nên khi rút lưỡi đi, trâu gỗ ngựa máy sẽ không đi được nữa. Việc này không ảnh hưởng gì đến giá trị của Khổng Minh, vì chỉ cần nghĩ ra việc sử dụng những chiếc xe cút kít bốn bánh cho việc vận lương đã đủ khiến ta nể phục trí thông minh của ông. Việc trâu gỗ ngựa máy thực ra là những cỗ xe cút kít bốn bánh được cải tiến, có thể chứng minh phần nào bằng những dòng mô tả trâu gỗ ngựa máy. Khi chuyển động, trâu gỗ ngựa máy luôn cần phải có một người dắt. Người dắt là gì nếu không phải là người kéo những cỗ xe bốn bánh? Hơn nữa, trâu gỗ ngựa máy chỉ để sử dụng như một phương tiện vận chuyển lương thực. Chưa bao giờ thấy trâu gỗ ngựa máy tham gia vào những cuộc hành quân hay xuất trận. Cũng sau trận đánh lừa Tư Mã Ý để lấy lương thực, vai trò của trâu gỗ ngựa máy không còn nữa. Tuy nhiên, với các nhà khoa học Trung Quốc, với tinh thần dân tộc luôn muốn trâu gỗ ngựa máy là có thật chứ không đơn giản chỉ là sản phẩm từ những trang sách văn học. Phương Tiền, giảng viên Đại học Tân Cương đã nghiên cứu và công bố tạo dựng lại hình ảnh trâu gỗ ngựa máy vào năm 1985. Ông phát biểu sau khi những mẫu vật của mình được trưng bày rằng: "Tôi vẫn chưa thể dựng lại trâu gỗ ngựa máy một cách thực sự. Cho dù nếu được tự đánh giá, tôi nhận định những mẫu trâu gỗ ngựa máy trong việc chứng minh trâu gỗ ngựa máy là có thật." Thế nhưng những con trâu gỗ ngựa máy của ông mang nhiều tính trưng bày hơn được sử dụng. Và theo nhiều người, điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh trâu gỗ ngựa máy là có thật, vì trâu gỗ ngựa máy của Vương Tiền được tạo ra từ những kết cấu khoa học cũng như vật liệu kỹ thuật của thế kỷ 20, chứ không phải từ những vật liệu vô cùng thô sơ thời Tam Quốc. Vương Tiền cũng thừa nhận, "Mẫu mã của tôi chỉ là tưởng tượng chứ không đạt được sự tinh giản như mẫu mã mà người ta mô tả trâu gỗ ngựa máy của Gia Cát Lượng." Kiệt tác Tam Quốc Diễn Nghĩa của tiểu thuyết gia La Quán Trung được coi là một trong tứ đại kỳ thư của Trung Quốc, nhưng tính chân thực của nó không được đánh giá cao, vì nói cho cùng, đây là một sản phẩm văn chương và có rất nhiều chi tiết được tạo thành từ chính trí tưởng tượng bay bổng của nhà văn La Quán Trung. Bên cạnh việc viết theo bút pháp bảy thực ba hư với tư tưởng ủng lưu phản tào, La Quán Trung cũng dựng nên một nhân vật Khổng Minh với tài chuyển đảo càn khôn đến mức khó tin, như thể hô mưa, gọi gió, bấm độn, biết nói chuyện với cầu sao để xin kéo dài tuổi thọ.